rải đinh trên đường. Bố ơi, con đi học về rồi ạ. Ừ, An về rồi hả con? Hôm nay nhiều khách không bố? Cũng chỉ được vài khách qua đường bơm xe thôi. Quán nhà mình nằm ở đoạn đường vắng mà con. Bố có cần con giúp gì không ạ? Con cứ gắng chăm ngoan học giỏi là giúp được bố rồi. Còn lại bố lo được hết mà. Bố vất vả quá. Có cách nào có thể giúp bố không nhỉ? Thủng lớp rồi. Sao tự nhiên lại có cái đinh trên đường thế không biết? Phải rồi, hay là mình làm thế giúp bố? Thưa bố, con đi học đây ạ. Ừ, đi học vui nha con. Hôm nay bố có khách sớm vậy? Không hiểu sao hôm nay đông khách thế. Con cầm tiền ra chợ mua giúp bố 4 quả trứng nha. Còn thừa bao nhiêu, bố cho con mua bánh rán đấy. Hoan hô bố, hoan hô. Ông ơi, ông có sao không? Cảm ơn cháu, chân ông chỉ bị trầy xước tí thôi. Thôi chết, ông cụ bị những cái đinh làm ngã xe, nguy hiểm quá. Để cháu dìu ông lại quán bố cháu ở đằng kia để sửa xe và tiện nghỉ ngơi luôn ạ. Cảm ơn cháu. Anh có đứa còn ngoan quá. May mà có cháu bé giúp, không thì tôi chẳng biết làm sao. Ngã đau quá anh à. Dạo này không hiểu sao nhiều người đi qua đoạn đường này bị ngã quá bác à. Mà bác đi đâu mà đèo nặng thế này? Tôi chở mấy bao gạo nếp đi giao cho mấy hàng bánh. Hai đứa nhà tôi còn đang học đại học cả, nên đành phải chịu khó vất vả. Kiếm thêm được từng nào á thì hay từng ấy thôi cậu à. Ông cụ cũng đáng thương như bố mình. Vậy mà... Cụ bác xong rồi đấy ạ. Bác đi cẩn thận đấy nhé. Cảm ơn anh. Hết bao nhiêu tiền tôi trả. Dạ thôi, cháu sửa giúp bác. Có mỗi miếng vá xe đạp đáng bao nhiêu đâu. Ê chết, không thể được. Dạ không sao đâu bác, bác đi cho kịp chợ. Vậy thì tôi cảm ơn anh và cháu nhiều. Chào hai bố con. Khổ thân ông ấy, đáng lẽ được nghỉ ngơi mà vẫn còn vất vả. Bố, con là tại con. An sao thế? Tại con cái gì cơ? Bố, hôm trước con đã rải đinh trên đường. An, sao con lại... Trời ơi, con dám làm trò đó sao? Chỉ vì muốn bố có nhiều khách hơn nên con... Con xin lỗi bố. Bây giờ con đã thấy tai hại chưa? Bao nhiêu người bị thủng lớp, thủng xăm. Nếu họ chẳng may ngã bị thương thì còn nguy hiểm hơn nữa, con biết không? Vâng, con hiểu rồi bố ơi. Giờ con sẽ đi nhặt lại hết số đinh đó đây ạ. Con phải nhớ, dù nghèo đến đâu vẫn phải sống lương thiện. Giúp được ai thì giúp, không được làm gì hại đến người khác, nghe con. Dạ, con nhớ rồi. Bây giờ bố con mình đi nhặt đinh về nhé. Vâng ạ. Người bạn của con. Ăn đi con, ăn nhanh còn dọn dẹp nốt quần áo. Ba mẹ còn nhiều việc, con phải tự lo đồ của mình nhé. Dạ. Hùng đấy à, tôi đây. Ừ, cũng chuẩn bị hòm hòm rồi. Mai khởi hành, chuyển nhà nên cũng lắm đồ lỉnh kỉnh lắm. Thì phải vậy chứ, nhà ông chuyển lên đây, đâm lại có thêm cả câu cá rồi. Cuối tuần thu xếp nhà cửa công việc ổn thỏa xong, anh em mình làm một buổi giao lưu nhỉ. Rồi, có gì alo sau nhé. Thế nhé, chào ông. Được tin nhà mình chuyển lên thành phố, đám bạn hào hứng lắm. Đứa nào cũng hỏi han, hẹn lịch gặp gỡ.
Hôm nào nhà cửa xong xuôi cũng phải làm lấy mấy mâm cơm để anh em gặp nhau. Phải đấy, em cũng có mấy người bạn biết mai nhà mình chuyển nhà. Chúng nó đang bảo nhau đến giúp rồi đấy. Đúng là lúc này mới thấy cần có bạn bè. Thôi, ăn nhanh lên, còn nhiều đồ phải dọn lắm. Ái chà, thế là cũng tạm ổn. Trông thế mà nhiều đồ đạc gớm. Thôi, muộn rồi, cả nhà đi ngủ thôi, mai còn lấy sức dậy sớm. Ly còn làm gì thế con? Dạ. Ly ơi, ai vậy nhỉ? Giờ này còn gọi gì thế không biết. Ly ơi, hình như bạn Hoa hàng xóm ba mẹ, để con ra xem. Cái con bé này, sách vở còn chưa dọn xong, giờ này còn bạn bè gì nữa không biết. Ba mẹ thì đã bao nhiêu là việc, đúng là... Xong, vừa khích, không còn một chỗ trống. Đi thôi anh, kẻo bác lái xe lại phải chờ lâu. Ừ, em với con lên ngồi trước đi. Ba mẹ ơi, để dành chỗ cho lồng chim nhỏ này của con nữa nhé. Sao, con kiếm đâu ra cái lồng chim này thế? Tối qua bạn Hoa tặng con đấy ạ. Bạn ấy biết nhà mình sắp chuyển nhà nên tặng cho con. Trời đất, còn chỗ nào mà để nữa? Thùng xe thì chật cứng rồi, còn chỗ nào mà chim với chóc? Bỏ đi con. Chỉ thêm một cái lồng chim thôi mà ba. Không được, bỏ đi. Con sẽ ôm nó trong lòng. Con hứa đi từ đây lên thành phố, con sẽ ngồi yên mà ba. Từ đây lên thành phố những hơn 50 cây, con cứ ngồi ôm nó mãi được chắc. Ba nói phải đấy. Thôi con, bỏ nó đi. Bỏ đi, chuyển nhà rồi, con biết lấy ai làm bạn? Ba mẹ thì đã có bạn, còn con thì làm gì quen ai chứ? Bạn Hoa sợ con lên thành phố sẽ buồn nên tặng con lồng chim này làm bạn với con. Ba, mẹ, đừng bắt con bỏ nó đi mà. Ba xin lỗi, ba không nghĩ đến. Mẹ cũng xin lỗi, bận rộn quá thành ra. Thôi, cả nhà mình cũng mang lồng chim này lên thành phố nhé. Mỗi người cầm một lát. Thời gian đầu chưa quen bạn, con đã có những chú chim này và ba mẹ rồi. Đừng lo con ạ. Con cảm ơn ba mẹ. Lời nhắn nhủ của mẹ. Trời ơi, một trận động đất kinh hoàng, nhà cửa đổ nát thế này, không biết còn ai sống sót không. Đội trưởng, báo cáo, chúng tôi đã tìm kiếm hết tất cả, nhưng các nạn nhân đều đã... Tất cả hãy kiểm tra lại một lần nữa, chú ý thật kỹ, dù chỉ còn một chút hơi thở, chúng ta cũng phải đưa họ đi cấp cứu, nghe rõ không? Rõ! Có người, hình như là một người phụ nữ. Thật đáng tiếc, hình như người này đã chết rồi. Toàn thân cứng đơ và lạnh toát thế này. Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó. Đội trưởng, có phát hiện mới ạ? Mọi người lại đây, mau, mau lật đống bê tông kia ra. Trời ơi, không thể tin được. Có một đứa bé vẫn còn thở. Bác sĩ, đứa trẻ... Anh yên tâm, đứa trẻ không sao, sức khỏe vẫn rất tốt. Ôi, tạ ơn trời đất, một sinh linh bé nhỏ đã được cứu sống. Đứa trẻ được cứu sống là nhờ có anh đấy. Nếu anh không phát hiện ra tiếng thở nhẹ của bé, thì giờ này bé vẫn nằm dưới đống đổ nát ấy. Không phải tôi, mà chính mẹ đứa bé đã cứu nó. Là sao? Chẳng phải mẹ đứa bé đã qua đời rồi ư? Thi thể của người phụ nữ được phát hiện trong tư thế rất kỳ lạ. Khi ngôi nhà sập, chính cô ấy đã dùng thân mình làm tấm chắn để che chở bảo vệ cho đứa con bé bỏng. Vì vậy mà đứa trẻ mới thoát được nạn này. Thật vậy sao?
Tôi biết chắc chắn điều đó, bởi khi bế đứa bé vào đây, mẹ nó đã đặt vật này bên trong tấm chăn. Mẹ biết, mẹ không thể tiếp tục sống cùng con được nữa. Đây là việc cuối cùng mẹ có thể làm cho con. Nếu con có thể sống, hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.